cột cái dàn muốn bò vô gạch, vô trong cái cây đấy. Mới gì nó đảo đảo đi. Nghe nè anh ơi, làm gì khám chứ cái tay ở bò nhà, cái thằng chủ nhà nó, nhà nó con nó bị đi cách ly, nó chạy đi công chuyện rồi, giờ nó không có nhà, nó để mời về bữa hai nó về bắt chắc ăn luôn rồi. Ừ, anh kêu chở về giùm em đi. Con này bự rồi nữa à. Không có chuyện cọc. Mấy tháng hả? Ấy vô gì vô giùm em cái. Mấy tháng hả? Con này thì cũng phải dùng cũng phải sớm tháng. Sáng tháng gì đúng không? Ok. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có đến đây, đến xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, đến đây để ghi hình đăng bán giùm cho cái chú chủ nhà ở trong đây hai con bò ha. Ở đây thì nói chung là chú có ba con, nhưng mà giờ chú nuôi không nổi nên chú bán, chừa lại một con chú nuôi. Và bây giờ vô coi cái chú hôm nay chú bán bò gì và cái giá cả như thế nào nha cô chú anh chị và các bạn. Đến đây để chúng ta có thể tham khảo cái giá bò cũng như là tham quan coi chủ nhà ở đây nuôi bò như thế nào. Thì hồi nãy đến giờ thì em cũng có đến đây chứng kiến bác sĩ thú y thăm khám thai của con bò này rồi. Và bây giờ em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn cái hình ảnh của đôi bò ở đây. Là một con bò kem pastor. Con này hiện đang mang thai 6 tháng hơn. Đó. Con bò này thì dao động tầm khoảng từ 22 tháng tuổi ha. Khoảng từ 22 tháng tuổi, con bò bên kia thì nó khoảng 13, 14 tháng à. Xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại khách hàng. Dạ em nghe. Bây giờ chị chạy vô, chị hỏi đường vô cầu Sớm Quả đi, em đang ở đây nè. Dạ. Ở này ấp mấy chú? Ba. Ấp ba chị ơi. Dạ đúng rồi. Chị hỏi giùm em đi đường đi vô cầu Sớm Quả giùm em cái đi, rồi chị điện cho em về, em đang quay phim á. Cầu Sớm Quả. Sớm cái sớm á. Dạ. Dạ rồi. Tới đó chị điện em nha. Đấy, cô chú anh chị của bạn nãy giờ khách hàng cũng điện thoại hỏi cái đường đi đến coi bò nha, thì em cũng đến, em cũng chỉ đường đến ra coi. Ở đây có một con kem pastor đẹp, bác sĩ thú y mới thăm thai xong luôn. Con này là hiện đang mang thai hơn 6 tháng đó. Chân móng nè, rúng là đầy đủ luôn ha. Rúng này là khoảng 4-5 phân, sái nghiêm chỉnh, đầu trụi rất là đẹp luôn. Đây, con này hiện đang mang thai hơn 6 tháng. Bò này chú cho hỏi thông tin là chú tiêm ngừa đầy đủ hết chưa chú? Rồi sao? Ở đây thì nói chung là đa phần bà con ở Ba Tri thì nhà nước người ta hỗ trợ ba cái thuốc vaccine đó, tiêm ngừa đầy đủ hết trơn của chú anh chị các bạn. Đó. Từ hình ảnh cho tới cái thông tin thì em sẽ cập nhật từ từ cho bà con chúng ta nắm bắt được rõ ha. Ở đây có hai con kem pháp, nói chung là chú mua ba con, chú nuôi lận bên kia con nữa kìa, mà con kia không có bán, con đó là con nhỏ nhất. Ba con chú muốn bán hai con này để chú lấy tiền xây chở công chuyện gia đình ha, còn con kia chú để là chú nuôi đó. Thì bà con cô bán chúng ta coi cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình. Ở đây thì con này thì nó cũng đầu trụi ha, con này khoảng 13, 14 tháng tuổi rồi. Nó cũng gần lên giống rồi đó. Chân móng nè cô chú chị của các bạn, rúng đầy đủ nha. Chân móng sò tầm đúng thẳng ha. Bò bóng 7, này là dòng 1 nha. Đó, bò này thì chiều cao dao động của nó tầm khoảng từ 1m22, 23 ha. Còn con này chắc tầm khoảng 1m3 trở lại. Bò nói chung cũng trung bò. Thì chút xíu nữa em sẽ đo thử chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi. Cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trong hình. Bò này nó háo ăn ghê không? Vô đứng quay phim mà nó cũng đứng ăn bình thường luôn ha.
Đây chú anh chị các bạn có thể thấy ha, hình ảnh bò mập lúc luôn, bóng giận à, rất là đẹp nha, kem pháp bông bướm à, con này thì sáng nghiêm chỉnh, quả đậu khá là đẹp luôn. Bà con cô bác anh chị có nhu cầu muốn mua bò này cứ liên hệ với em, bây giờ em xin báo giá cụ thể cho bà con cô bác chúng ta coi mình nhắm mình mua được không ha. Con bò này em xin báo giá trực tiếp của chú anh chị và các bạn, con bò này có giá 35 triệu bao chữa hơn 6 tháng. Rất là đẹp. Nó đẹp lắm nha của chú anh chị các bạn. Nó đẹp từ quả đầu cho tới cấp mình luôn. À cấp mình nè. Đây. Rất là đẹp. Đó thì có sao thì em nói vậy thôi. Bà con cô bác cảm thấy ưng bụng muốn mua thì cứ liên hệ với em coi cho nó mấy cái vú. Bò này 4 cái vú nha. 4 vú. Đây hình ảnh khá là ok luôn. Đó cô chú anh chị các bạn nhắm mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Đây. Con kem pháp bên đây thì nó chuẩn bị lên giống nha. Con này bây giờ em xin báo giá cụ thể của chú anh chị và các bạn luôn. Con bò này có giá là 23 triệu. Thì từ nãy đến giờ thì nó cũng hơi ồn bắt cái nhạc á. Em mới nhờ bác nghe bác chủ nhà đi qua nhờ hàng xóm người ta tắt nhạc bớt để cho tránh cái việc mà ồn khi mà bà con chúng ta nghe. Xin lỗi mọi người, nghe điện thoại khách hàng cái nha. Dạ luôn nghe chú. Tại tụi con dạo này tụi con đi khó khăn quá chú ơi. Dạ. Để con sắp xếp rồi con chạy xuống chứ giờ dạo này đi dịch bệnh đi khó khăn quá đây chứ. Dạ rồi rồi để con tranh thủ rồi con chạy xuống. Dạ dạ dạ. Đây chú anh chị của bạn chúng ta xem cho kỹ nha, cảm thấy muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Con này xin báo giá cho cô chú chị và các bạn, con này có giá là 23 triệu chuẩn bị lên giống, con này khoảng 13 14 tháng tuổi rồi. Chân cẳng à. Chân móng bà con cô bác có thể thấy trực tiếp qua cái video của em nha. Chân móng là móng sò, cầm thì đứng thẳng. Con này chưa lên giống nha. Còn con bên đây thì đang mang thai 6 tháng hơn. Nãy bác sĩ thú y cũng thăm thai rồi. Đó, thì bà con cô bác cảm thấy ưng bụng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Số điện thoại em để trên màn hình. Một em pháp này nó bóng bẩy rất đẹp luôn ha. Từ thùng dạo cho tới rúng yếm nè. Ăn uống thì cái chế độ ăn của nó cũng bình thường. Sáng ở đây thì bà con cho ăn cỏ ha. Rồi uống nước cám hoặc là nước thức ăn. Chiều thì cho nó ăn rơm. Đó. Bò này thì bao chữa nha cô chú anh chị và các bạn. Sau khi mà dẫn về đến nhà của cô chú anh chị và các bạn rồi, trong vòng 3 ngày đầu tiên phải thăm khám và báo cho em biết là con bò này có thai hay là không để em biết có phương hướng giải quyết nha. Nếu mà không có thai thì em sẽ cho xe lại chở con bò về và hoàn tiền đầy đủ của chú anh chị và các bạn. Còn nếu như mà có thai thì cô chú anh chị và các bạn cảm thấy thương tình thì giới thiệu cái kênh mua bán của em với những người xung quanh để người ta biết có một cái kênh mua bán như trên đây ha. Để chúng ta có thể lựa chọn con giống với mức giá thành hợp lý. Nếu như mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta theo dõi những cái video tiếp theo kèm theo những cái giá bò hàng ngày để chúng ta có thể so sánh những cái mức giá để chúng ta lựa chọn được một con giống với phù hợp với túi tiền của mình nha. Và bây giờ em sẽ như thường lệ em sẽ lại đo thử chiều cao cho bà con cô bác chúng ta coi. Cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình. Bò này thì một con khoảng mét 2 mét, con này chắc từ mét 3 khoảng mét 3, mét 3 cũng. Con bò này chiều cao khoảng mét 3 đó cô chú chị của các bạn. Còn con ở trong đây thì để coi. Đứng ở gồng. Con này chiều cao khoảng mét 1m25 ở phía sau sân khu. Thì hồi nãy đến giờ thì em cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng như là báo giá cho chú chị và các bạn rồi thông qua những cái hình ảnh cận cảnh để chúng ta có thể lựa chọn con bò
bà con cô bác cảm thấy mà muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên hình nha. Bây giờ em xin gửi lời chào đến các bạn đang xem cái chương trình của em. Thân ái kính chào và hẹn lại cho chương trình và các bạn video kế tiếp.